Bạn đang nghe từ Phonos. Tập tiểu luận Nghệ thuật và thờ thủ công. Tác giả: Oscar Wilde. Người dịch: Minh Hùng. Người hiệu đính: Lê Duy Nam. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và giáo dục Lyceum. book Hunter giới thiệu. Oscar Wilde, sinh năm 1854, mất năm 1900, là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất của Anh quốc với văn phong chuẩn mực, đẹp đẽ, lối hài hước, những ẩn dụ thâm sâu. Tại Việt Nam, nhiều năm gần đây, độc giả đã được làm quen với những sáng tác tiểu thuyết và truyện ngắn của Oscar Wilde. Còn cuốn sách bạn đang lắng nghe là tập tiểu luận đầu tiên của ông được dịch và xuất bản tại Việt Nam. Chúng tôi đã lựa chọn bốn tiểu luận và bài giảng của ông để dịch và nhóm lại thành tập sách lấy tựa đề Nghệ thuật và Thợ thủ công. Cả bốn tiểu luận này đều là những suy tư của Oscar Wilde về sự kiến tạo tinh thần trong thời đại mà ông sống. Ông bàn về cách nghệ thuật cần phải hướng tới các giá trị thẩm mỹ ra sao, người nghệ sĩ cần giữ thái độ độc lập và chuẩn mực sáng tác như thế nào, và chúng ta cần phải hướng tới tự do cá nhân như một lẽ sống không thể chối bỏ. Đọc hoặc nghe các tiểu luận của Oscar Wilde, ta sẽ thấy rằng ông không phải chỉ là một nhà văn đỏm dáng và hài hước. Ông là một tầm cỡ lớn hơn thế. Nếu George Orwell đã biến văn chương chính trị thành nghệ thuật, thì Oscar Wilde là trường hợp hiếm hoi trong số các nhà văn duy Mỹ đã chỉ rõ được vai trò chính trị của cái đẹp và nghệ thuật. Cái đẹp và nghệ thuật không phải chỉ là những đóa hoa tô điểm cho cuộc sống, mà hơn cả thế, đó là môi trường để những tâm hồn cao thượng và tự do có thể tồn tại và phát triển. Hơn ai hết, Oscar Wilde rất ý thức và nỗ lực để kiến tạo một môi trường như vậy và ông thuyết giảng không ít về thông điệp ấy với những người làm nghệ thuật. Con đường kiến tạo của ông đi ngược lại xu hướng thế kỷ 19 ở Anh quốc nói riêng và châu Âu nói chung, khi mà cuộc cách mạng công nghiệp lúc bấy giờ đã gây ra một thảm trạng về cảnh quan và môi trường sống. Ô nhiễm môi trường, những sản phẩm hàng loạt chất lượng kém, lối trưởng giả học làm sang của các trọc phú mới nổi, những công trình kiến trúc và nghệ thuật thô kệch, những sáng tác văn chương được viết vội vã và cố gắng hạ thấp độ tinh vi để phù hợp với đại đa số quần chúng đọc báo chí. Oscar Wilde sống ở một thời đại chuyển giao và đối mặt với thảm trạng ấy, cũng giống như chúng ta đang đối mặt với sự phân rã về tư duy và tinh thần ở thời đại Internet. Chúng ta đọc lại những trang tiểu luận của ông, không phải chỉ để cám cảnh, mà để nhận định rõ ràng những gì chúng ta cần phải đối mặt và hiểu rõ hơn vai trò của một môi trường mà trong đó nghệ thuật và cái đẹp được coi trọng. Khác với lối viết tiểu thuyết và truyện ngắn bóng bẫy và chua cay, tiểu luận của Oscar Wilde được viết với lượng kiến thức khổng lồ ẩn dưới một giọng văn thẳng thừng, tràn ngập hoài nghi nhưng vẫn mềm mại và lý tưởng tiểu luận của ông là điển hình cho tư tưởng của một nhà văn của thời đại lãng mạn và đúng như ông đã nhận định về bản thân mình tôi là người đứng ở vị trí tượng trưng giữa nghệ thuật và văn hóa trong thời đại của mình chích những lời gan ruột chúng tôi không hy vọng những người đọc và nghe cuốn sách này sẽ bắt chước Oscar Wilde để kiến tạo ra một thời đại nghệ thuật và cái đẹp giống như Oscar Wilde miêu tả Chúng tôi mong muốn rằng ai đó trong số các độc giả thính giả của cuốn sách có thể nhận ra vai trò đích thực của nghệ thuật và cái đẹp. Trong bức họa Dorian Gray, Oscar Wilde viết: "Thảy nghệ thuật đều tuyệt đối vô dụng." Nguyễn Tuấn Linh dịch. Nhưng trong bài tiểu luận Nghệ thuật và Thợ thủ công, ông lại cho biết: "Cái có ích luôn ở về phía cái đẹp." Minh Hùng dịch. Bài giảng cho sinh viên nghệ thuật. Được trình bày với các sinh viên nghệ thuật của Học viện Hoàng gia tại câu lạc bộ của họ ở Golden Square, Westminster vào ngày 30 tháng 6 năm 1883. Bản thảo này được dựa trên văn bản gốc của Oscar Wilde. Trong bài thuyết trình mà tôi hân hạnh được trình bày tối nay, tôi không kỳ vọng đưa ra cho các bạn bất kỳ định nghĩa trừu tượng nào về cái đẹp. Bởi vì chúng ta, những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, không thể chấp nhận bất cứ học thuyết về cái đẹp nào thay thế cho cái đẹp tự thân. Và hãy đứng thật xa khỏi mong muốn chưng cất nó thành một dạng công thức có vẻ học thuật trái ngược lại chúng ta cố gắng thực thể hóa nó thành một dạng thức mang lại niềm vui cho tâm hồn thông qua các giác quan chúng ta muốn tạo tác cái đẹp không phải định nghĩa nó định nghĩa phải phỏng theo tác phẩm tác phẩm không nên mô phỏng theo định nghĩa và thật vậy đối với một nghệ sĩ trẻ không có điều gì nguy hiểm bằng bất cứ một khái niệm về cái đẹp lý tưởng nào đó anh ta sẽ nhanh chóng bị dẫn hướng bởi khái niệm đó thành một thứ xinh xắn yếu đuối hoặc một sự trừu tượng thiếu sức sống trong khi đó để chạm tới lý tưởng bạn không được tách hoàn toàn sự sống khỏi nó bạn phải tìm thấy nó trong cuộc sống và tái tạo nó trong nghệ thuật do đó một mặt tôi không muốn mang tới cho bạn triết học về cái đẹp bởi vì điều tôi muốn trong tối nay là truy tìm cách chúng ta sáng tác nghệ thuật chứ không phải là cách chúng ta nói về chúng mặt khác tôi không muốn mang tới bất cứ cái gì liên quan tới lịch sử của nghệ thuật anh để bắt đầu tôi xin khẳng định nghệ thuật anh là một cách nói vô nghĩa điều này chẳng khác gì đối với toán học anh nghệ thuật là khoa học của cái đẹp và toán học là khoa học của sự thật không có ngôi trường nào trong nước anh dành cho cả hai khái niệm này thực tế là trường học tầm cỡ quốc gia hay địa phương thì cũng thế cả thôi thậm chí chẳng có cái thứ gọi là trường dạy nghệ thuật chỉ có nghệ sĩ thế thôi bạn về lịch sử nghệ thuật, chúng chẳng có chút giá trị nào với các bạn, trừ phi bạn đang tìm kiếm một chức vị giáo sư nghệ thuật nhạt nhẽo để khoe khoang. Bạn chả cần phải biết thời đại của Perugino hay nơi sinh ra của San Rosa. Tất cả những điều bạn nên học về nghệ thuật là nhận biết một bức tranh đẹp và một bức tranh dở tệ khi xem chúng. Khi nói về thời đại của nghệ sĩ, tất cả tác phẩm hay trong đều hiện đại một cách hoàn hảo. Một mẫu điêu khắc Hy Lạp bức chân dung của Velázquez. Chúng luôn hiện đại, luôn thuộc về thời của chúng ta. Nói thêm, Pietro Perugino, sinh năm 1466 hoặc năm 1452, mất năm 1523, họa sĩ nổi tiếng người Ý thời Phục Hưng. Salvatore Rosa, sinh năm 1615, mất năm 1673, họa sĩ nổi tiếng người Ý của trường phái Baroque. Diego Gorigat de Silva Velázquez, sinh năm 1599, mất năm 1660, họa sĩ nổi tiếng người Tây Ban Nha, đứng đầu triều đình của vua Philip đệ tứ. Quay trở lại nội dung chính. Còn nếu nói về quốc tịch của nghệ sĩ, nghệ thuật không mang tính quốc gia mà mang tính phổ quát. Bàn về khảo cổ học, nói thẳng cho nhanh. Khảo cổ học chỉ là loại khoa học bào chữa cho thứ nghệ thuật xấu xí, đó là bãi đá mà các nghệ sĩ trẻ va vào và xa lầy rồi chìm đắm. Đó là địa ngục, là vực sâu mà không nghệ sĩ nào, dù già hay trẻ, đã rơi vào có thể quay về. Hoặc nếu anh ta có quay lại được, anh ta cũng bị bao phủ bởi tro bụi của thời đại và nắm mốc của thời gian. Đến mức anh ta không còn tí chất nghệ sĩ nào và phải lẫn trốn cả cuộc đời còn lại dưới cái mũ giáo sư hay chỉ như một kẻ mô tả lịch sử cổ xưa mà thôi bạn có thể ước đoán được sự vô giá trị của khảo cổ trong nghệ thuật bởi tính phổ biến của nó tính đại chúng là chiếc vòng nguyệt quế mà thế giới ban cho thứ nghệ thuật xấu xí bất cứ cái gì phổ biến thì đều sai nếu tôi sẽ không nói với các bạn về triết học của cái đẹp hay lịch sử nghệ thuật thì các bạn sẽ hỏi tôi rằng tôi định nói điều gì đây chủ đề trong bài thuyết trình của tôi tối nay là những gì làm nên một nghệ sĩ và những gì nghệ sĩ có thể làm mối quan hệ giữa nghệ sĩ và môi trường của anh ta là gì sự giáo dục mà nghệ sĩ nên có là gì và chất lượng của một tác phẩm hay là gì bây giờ xét về mối quan hệ của nghệ sĩ và môi trường môi trường ở đây là cái thời đại và đất nước mà anh ta được sinh ra tất cả những thứ nghệ thuật đẹp đẽ như tôi nói trước đó không lệ thuộc vào bất cứ một thời kỳ đặc thù nào nhưng tính phổ quát này lại chính là chất lượng của tác phẩm nghệ thuật những điều kiện tạo ra cái chất lượng ấy thì khác nhau và tôi nghĩ rằng những gì các bạn nên làm là nhận thức hoàn toàn về thời đại của mình để có thể tách bạn ra khỏi đó một cách hoàn toàn nhớ rằng nếu bạn là một nghệ sĩ bạn sẽ không làm cái loa phát ngôn cho cái thế kỷ ấy mà là bậc thầy của sự bất diệt rằng tất cả nghệ thuật đều dựa trên một nguyên tắc và việc chỉ đặt mình vào mối quan tâm tạm thời thì chắc chắn không phải là nguyên tắc đó. Và rằng những kẻ khuyên bạn sáng tạo ra thứ nghệ thuật đại diện thế kỷ 19 là đang khuyên bạn sản xuất ra một thứ nghệ thuật mà con cháu bạn sẽ thấy lỗi thời. Nhưng bạn sẽ lại nói với tôi rằng, đây không phải thời đại của nghệ thuật và chúng ta không phải nghệ sĩ và giới nghệ sĩ đã phải chịu đựng đủ thứ trong thế kỷ 19 này của chúng ta rồi đương nhiên là vậy tôi cũng như mọi người không chối bỏ điều đó nhưng nhớ rằng từ khi thế giới khởi sinh vốn đã không có thời đại của nghệ thuật hay những người dân của nghệ thuật giới nghệ sĩ hiện đang và sẽ luôn là một sự ngoại lệ phi thường không có kỷ nguyên vàng của nghệ thuật chỉ có những nghệ sĩ tạo ra các tác phẩm quý giá hơn vàng sao nào bạn sẽ nói với tôi về hy lạp đúng không họ không phải là những người có tính thẩm mỹ à ồ oh, người hy lạp tất nhiên là không nhưng có thể bạn muốn nói tới người athens những công dân ngoại lệ so với hàng nghìn thành thị khác phải không bạn có nghĩ rằng họ là những người có tính thẩm mỹ hãy quan sát họ vào lúc thẩm mỹ phát triển nhất cuối thế kỷ thứ năm trước công nguyên khi họ có những nhà thơ vĩ đại nhất và những nghệ sĩ vĩ đại nhất của thế giới cổ xưa khi đền Parthenon xuất hiện một cách đẹp đẽ dưới bàn tay của phidias và các triết gia rao giảng những lời thông thái dưới bóng râm của mái đền được sơn màu đẹp đẽ và những vở bi kịch nối tiếp nhau trong sự hoàn hảo của nhà hát lớn cùng với sự hưởng ứng của khán giả. Có phải vì thế mà họ là những người có thẩm mỹ? Chẳng một chút nào cả. Người có thẩm mỹ là gì nếu không phải một người yêu các nghệ sĩ và hiểu nghệ thuật của họ? Những người Athens chẳng hề như vậy. Nói thêm, Phidias hoặc Phidias khoảng năm 480 đến năm 430 trước công nguyên, là một nhà điêu khắc, họa sĩ và kiến trúc sư người Hy Lạp và đã tạo tác tượng thần Zeus, một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại. Quay trở lại nội dung chính. Họ đã đối xử với Phidias như thế nào? Đối với Phidias, chúng ta nợ ông ta một kỷ nguyên vĩ đại, không chỉ ở Hy Lạp, nhưng trong tất cả các loại nghệ thuật. Tôi muốn nói tới việc Đưa các người mẫu sống vào sử dụng Và bạn sẽ nói gì Nếu các giám mục Anh Được hỗ trợ bởi người dân Anh Một hôm nào đó đi xuống từ đại sảnh Exeter Tới Viện Hàng Lâm Hoàng Gia Và lôi Frederick Leighton Vào xe tù Tới Newgate Vì tội cho phép bạn sử dụng người mẫu sống Trong thiết kế của bạn Cho các bức tranh thần thánh Nói thêm Frederick Leighton Sinh năm 1830 Mất năm 1896 họa sĩ và nhà điêu khắc nổi tiếng người Anh với những tác phẩm theo thiên hướng cổ điển và sử dụng người thật để làm mẫu cho sáng tác. Quay trở lại nội dung chính. Bạn có kêu gào chống lại sự giả man và thanh giáo vì hành động đó của họ. Bạn có giải thích cho họ rằng cách tồi tệ nhất để tôn vinh Chúa là làm nhục kẻ được tạo ra dưới hình dạng người và là tác phẩm của đôi tay người. Và liệu một người muốn vẽ đấng Christ có phải tìm người giống Christ nhất mà họ có thể tìm Và liệu một người muốn vẽ Đức Mẹ Đồng Trinh Thì phải tìm cô gái thuần khiết nhất Họ biết ư Liệu bạn có vội vàng cứu Lê Tinh Thiêu quỷ Newgate nếu cần Và nói rằng điều này chưa hề xảy ra trong lịch sử Chưa hề xảy ra trong lịch sử ư Rất tiếc Đó chính xác là những gì Người Athens đã làm Trong phòng đá cẩm thạch Parthenon, Tại Viện Bảo tàng Anh Bạn sẽ nhìn thấy một cái khiên đá cẩm thạch trên tường trên đó có hai hình người. Một người có khuôn mặt bị che một nửa. Phần còn lại là một người đàn ông có nét mặt thần thánh của Pericles. Bởi vì đã làm điều này, bởi vì đã giới thiệu nghệ thuật điêu khắc nổi thấp, từ gốc tiếng Anh, Bar Relief, được rút ra từ lịch sử linh thiêng của Hy Lạp. Hình ảnh của vị chính khách vĩ đại đã cai trị Athens lúc bấy giờ. Phidias đã bị ném vào tù, và tại đó trong ngục tù của athens ông đã chết như người nghệ sĩ vĩ đại nhất của thế giới cổ đại và bạn nghĩ rằng đó là một trường hợp ngoại lệ dấu hiệu của một thời đại philistine là tiếng kêu la của sự bất tử chống lại nghệ thuật và tiếng kêu la này đã được người athens cổ suý để chống lại những nhà thơ nhà triết học vĩ đại của chúng ta như achilles euripides socrates Việc này tương tự với Florence trong thế kỷ 13. Những tạo tác thủ công đẹp đẽ đều đến từ các hội nhóm thợ thủ công lành nghề, không phải người dân. Khi các hội nhóm mất đi quyền lực của mình và người dân nhảy vào, vẻ đẹp và tính chân thiện của tác phẩm nghệ thuật cũng chết đi. Và do đó, đừng bao giờ nói rằng người dân có thẩm mỹ, chưa bao giờ có chuyện ấy. Nhưng có thể, bạn sẽ nói với tôi rằng vẻ đẹp bên ngoài của thế giới hầu như đã đi ngang qua chúng ta rằng nghệ sĩ không còn trầm mình trong lớp sương mù của thế giới đẹp đẽ mà trong thời quá khứ đã từng là di sản tự nhiên của mỗi người và thứ nghệ thuật ấy rất khó tồn tại trong đô thị xấu xí của chúng ta nơi mà khi bạn đi làm vào mỗi sáng rồi về nhà vào buổi chiều bạn phải đi từ phố này sang phố khác với thứ kiến trúc ngớ ngẩn và ngu ngốc nhất mà thế giới từng chứng kiến cái thứ kiến trúc nơi mọi chuẩn mực đẹp đẽ của Hy Lạp bị xúc phạm và bôi bẩn, còn mọi chuẩn mực đẹp đẽ của Gothic bị bôi bẩn và xúc phạm. Gần 3 phần tư số nhà ở Luân Đôn hiện nay chỉ là như những hộp khối của những tỷ lệ thô thiển, u ám đến mức đen đúa, thật nghèo nàn cũng như giả tạo. Cánh cửa đại sảnh luôn sơn sai màu và những cửa sổ luôn sai kích cỡ. Và thậm chí vào những lúc phát chán với những ngôi nhà mà bạn phải đưa mắt thả hồn ngắm nghía trên phố bạn cũng chẳng có gì để nhìn ngoài những chiếc mũ chớp cao chimney pot heads những người đàn ông đi lại trên người mang bản quảng cáo viết bằng chữ màu đỏ chót và có thể bị những chiếc xe bus màu xanh lam ngọc cán phải chắc bạn sẽ nói với tôi rằng thật khó để có nghệ thuật trong điều kiện sống như trên đương nhiên nghệ thuật là khó nhưng xét cho cùng nghệ thuật chưa bao giờ là dễ dàng bản thân bạn không bao giờ mong nó là dễ dàng và bên cạnh đó không có điều gì đáng giá để làm ngoại trừ những điều thế giới nói là không thể tuy nhiên bạn không bao giờ hài lòng với một câu trả lời chỉ bằng một nghịch lý đâu là mối quan hệ giữa nghệ sĩ với thế giới bên ngoài và sự thể sẽ ra sao khi cái đẹp đang biến mất xung quanh bạn đó là một trong những câu hỏi quan trọng nhất của nghệ thuật hiện đại và chẳng có nghĩa gì khi ông ruskin cố thuyết phục rằng sự suy đồi của nghệ thuật đến từ sự xa xúc của những điều đẹp đẽ và khi nghệ sĩ không thể nuôi con mắt của anh ta bằng cái đẹp cái đẹp sẽ rời khỏi tác phẩm của anh ta tôi nhớ một trong số các bài giảng của ruskin nhà phê bình nghệ thuật hàng đầu của anh sau khi mô tả khía cạnh hèn mọn của một thành phố anh vĩ đại ông vẽ cho chúng ta một bức tranh thể hiện thế nào là khung cảnh nghệ thuật đã từng có trước đó từ lâu nghĩ ông ta nói bằng những ngôn từ về sự tượng trưng hoàn hảo và mỹ lệ và vẻ đẹp của nó ta chỉ có thể vọng lại một cách yếu ớt nghĩ về khung cảnh tự biểu hiện trong một buổi tản bộ chiều đối với một nhà thiết kế theo trường phái gothic ở pisa nino pisano hay bất kỳ học trò nào của ông ta trên mỗi bờ của dòng sông sáng loáng anh ta nhìn thấy mọc lên một hàng những lâu đài còn sáng hơn uốn lượn và nhiều cột trụ được khảm đá quý đỏ và đá xà văn, chạy dọc theo bờ kè mà những toán kỵ sĩ đi tuần với diện mạo và cung cách cao quý, lấp lánh, ánh lên từ huy chương và tấm khiên. Ngựa và người, một mê cung màu sắc kỳ quái và luôn sáng lòe loẹt, sắc tía và bạc và viền tua hoe đỏ chạy theo những đường viền đậm và va đập vào trung tâm, như những đợt sóng vỗ vào bờ đá buổi hoàng hôn. Trải rộng trên mỗi bờ sông, là những khu vườn biệt thự tu viện nối tiếp những hàng cột trắng giữa những giàn nho nhú lên những mầm thạch lựu và cam và vẫn dọc theo lối đi trong vườn và xuyên qua dưới màu đỏ thấm của bóng thạch lựu bước chậm những cô gái trong trắng nhất mà italia có thể thấy trong trắng nhất bởi vì sự thuần khiết và kín đáo có học thức cao như trong nghệ thuật lịch lãm trong điệu vũ trong bài hát trong sự tuệ mẫn ngọt ngào trong cái học cao thượng trong lòng dũng cảm cao thượng trong tình yêu cao lượng có thể tất cả cũng mời chào mê hoặc hay cứu rỗi linh hồn của con người trên tất cả những cảnh tượng về đời sống hoàn hảo mái vòm hoa hồng và tháp chuông bùng cháy với cẩm thạch trắng và vàng rồng mãi bên ngoài mái vòm và tháp chuông những sườn đồi trải rộng lốm đốm sắc vàng lục xa xa về phía bắc nhấp nhô màu lam tím của dãy núi Apennine hùng tráng. Những ngọn núi đôi Carrara nổi bật như dân hiến ngọn lửa kiên định của đỉnh Cẩm Thạch lên bầu trời màu hổ phách. Biển lớn cố gắng lan tỏa ánh sáng, trải dài từ chân núi đến những khu vườn Godgonian Và trên tất cả, lúc gần lúc xa, nhìn xuyên qua tán lá nho hay hình dung về những đám mây diễu hành trong suối của Arnino hay lặn xuống tầng sâu giải màu xanh tương phản với tóc vàng và gò má ửng đỏ của các quý bà và kỵ sĩ. Đó là bầu trời bình yên và bất khả xâm phạm mà đối với tất cả mọi người trong những ngày ngây thơ vô tội và quả nhiên là nơi trú ẩn không thể nghi ngờ của những tinh thần bởi trái đất là nơi trú ẩn của con người và nó mở thẳng qua những cánh cổng mây và màn sương tới sự kinh khủng của thế giới vĩnh hằng một thiên đường mà tại đó mỗi đám mây trôi qua chính là cổ xe của một thiên thần. Và mỗi tia nắng sớm và chiều hôm thì chiếu thẳng từ ngai vàng của Chúa. Trích từ tác phẩm The Two Paths Tạm dịch Hai con đường của John Ruskin Bạn nghĩ sao về điều này đối với một ngôi trường dạy thiết kế? Và rồi hãy nhìn diện mạo thê lương và giặc nhẽo của bất kể một thành phố hiện đại nào những trang phục u ám của đàn ông và đàn bà, kiến trúc vô nghĩa và sơ xác, quang cảnh không màu và u ám. Thiếu đi một đời sống dân tộc đẹp đẽ, không chỉ điêu khắc mà tất cả nghệ thuật sẽ chết. Nói thật thì, xét về mặt cảm nghĩ tôn giáo nặng nề của đoạn trích trên, tôi không nghĩ rằng tôi cần phải nói về điều đó. Tôn giáo nảy nở từ cảm nghĩ tôn giáo, nghệ thuật nảy nở từ cảm nghĩ nghệ thuật bạn chẳng bao giờ có được nghệ thuật từ cảm nghĩ tôn giáo, trừ khi bạn có cái hạt ươm đúng đắn, nếu không, bạn sẽ chẳng bao giờ có được bông hoa bạn muốn. Và nếu một người nhìn thấy trên đám mây kia cổ xe của một thiên thần, anh ta có thể sẽ vẽ ra một thứ khó mà giống một đám mây được. Tuy nhiên, nếu xét về cái đại ý trong phần trước đó của đoạn trích, về một đoạn văn ngắn thú vị, môi trường đẹp đẽ xung quanh có thực sự cần thiết đối với một nghệ sĩ? tôi không cho là như vậy tôi chắc chắn là không cần thiết thật vậy đối với tôi điều thiếu nghệ thuật nhất trong kỷ nguyên của chúng ta không phải là sự thờ ơ của công chúng đối với những thứ đẹp đẽ mà là sự thờ ơ của nghệ sĩ đối với những thứ mà bị coi là xấu xí bởi vì đối với một nghệ sĩ thật sự không có gì là đẹp hay xấu tự thân cả rõ ràng đối với các thông số của vật thể kẻ nghệ sĩ không thể làm được điều gì cả nhưng có thể thực hiện chỉ với diện mạo của nó và diện mạo chính là vấn đề về ánh sáng bóng tối khối lượng vị trí và giá trị diện mạo thực sự thì chỉ là vấn đề hiệu ứng và chỉ với hiệu ứng tự nhiên mà bạn phải đối mặt không phải là điều kiện thực của vật thể điều mà bạn những họa sĩ phải vẽ không phải là vật thể tự thân nó mà là vật thể có vẻ như nó không phải vật thể tự thân nó mà là vật thể không phải là nó. Không vật thể nào quá xấu đến nỗi, dù dưới điều kiện sáng tối nhất định hay đặt cạnh những vật khác, nó trông vẫn không đẹp. Cũng không vật thể nào quá đẹp đến mức, dưới những điều kiện nhất định, nó lại trông không xấu xí. Tôi tin rằng, trong mỗi 24 giờ, sẽ có một lần những gì đẹp đẽ sẽ trông xấu xí và những gì xấu xí sẽ trông đẹp đẽ và đặc tính tôi thường thấy trong quá nhiều bức họa của nước anh đó là quá nhiều nghệ sĩ trẻ đều chỉ nhìn vào thứ được gọi là vẻ đẹp có sẵn trong khi một nghệ sĩ tồn tại không phải để sao chép vẻ đẹp mà để tạo ra vẻ đẹp trong nghệ thuật của mình để đợi chờ và tìm kiếm nó trong tự nhiên bạn sẽ nói gì về một nhà soạn kịch chẳng chọn ai ngoài những người đức hạnh làm nhân vật cho vở kịch của mình bạn chẳng nói ông ta đã bỏ lỡ một nửa cuộc đời ư vâng với người nghệ sĩ trẻ chẳng vẽ gì ngoài những vật đẹp đẽ tôi cho rằng anh ta đã bỏ lỡ một nửa thế giới đừng đợi chờ cuộc sống mỹ lệ nhưng hãy cố gắng nhìn cuộc đời dưới những điều kiện mỹ lệ những điều kiện ấy bạn có thể tự tạo ra cho mình ở xưởng vẽ bởi chúng chỉ là những điều kiện về ánh sáng trong tự nhiên bạn phải chờ đợi chúng rình rập chúng lựa chọn chúng và nếu bạn để mắt và đợi chờ chúng rồi sẽ đến. Ở phố Gower về đêm, bạn có thể thấy một hộp thư đẹp mỹ lệ bên bờ sông Thames. Bạn có thể thấy một người cảnh sát đẹp như tranh. Ngay cả Venice cũng không phải lúc nào cũng đẹp, và nước Pháp cũng vậy. Vẽ những gì bạn thấy là một quy tắc hay trong nghệ thuật, nhưng thấy được điều gì là đáng vẽ thì còn hay hơn. Nhìn cuộc đời bằng các hình ảnh, sống ở một thành phố có thời tiết thay đổi còn tốt hơn sống trong một thành phố có môi trường đáng yêu. Giờ đây, bạn đã thấy điều gì làm nên người nghệ sĩ? Nghệ sĩ làm nên điều gì? Vậy ai mới là người nghệ sĩ? Có một người sống giữa chúng ta đã kết tinh trong mình tất cả những phẩm chất của nghệ thuật cao quý nhất. Tác phẩm của ông là niềm vui cho mọi thời đại. Ông là bậc thầy của mọi thời đại. Người đó là ông Whistler. Nói thêm, James Herbert McNeil Whistler sinh năm 1834, mất năm 1903, nghệ sĩ nổi tiếng người Mỹ nhưng sống chủ yếu tại Anh Quốc. Nhưng rồi, bạn sẽ nói rằng y phục hiện đại thật xấu xí. Nếu bạn không thể vẽ áo quần đen, bạn cũng chẳng thể vẽ áo chẻn tơ đen. Nguyên văn doublet, thứ áo chẻn ôm vừa người, thường được đàn ông mặc vào giai đoạn từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 17. Y phục xấu xí thì tốt hơn cho nghệ thuật, đây là sự thật mang tính thị giác, không liên quan tới sự vật. Thế nào là một bức tranh? Về cơ bản, mỗi bức tranh là một bề mặt mang màu sắc đẹp. Chỉ vậy, không mang nhiều thông điệp tinh thần hay ý nghĩa từ bạn, đến mức ác đi cả một mảng tinh xảo từ chiếc ly của Venice hay một viên ngói xanh từ lũy thành của Damascus. Nó cơ bản là một thứ đồ trang trí đơn thuần, một thứ làm vui mắt tất cả những bức tranh khảo cổ khiến bạn thốt lên tò mò làm sao tất cả những bức tranh ủy mị khiến bạn thốt lên buồn bã làm sao tất cả những bức tranh lịch sử khiến bạn thốt lên hấp dẫn làm sao tất cả những bức tranh không lập tức mang đến cho bạn một niềm vui thẩm mỹ đến mức bạn thốt lên đẹp làm sao đều là những bức tranh tệ chúng ta không bao giờ biết một người nghệ sĩ sẽ làm nên điều gì dĩ nhiên vậy nghệ sĩ đâu phải là chuyên gia tất cả các phân loại như họa sĩ vẽ động vật, họa sĩ vẽ phong cảnh, họa sĩ vẽ gia súc Scotland trong màn xương Anh quốc, họa sĩ vẽ gia súc Anh quốc trong màn xương Scotland, họa sĩ vẽ ngựa đua, họa sĩ vẽ chó bull đào đất, tất cả đều nông cạn. Nếu một người là họa sĩ, anh ta có thể vẽ mọi thứ. Mục đích của nghệ thuật là khuấy động những hòa âm xa xôi và thiêng liêng nhất, thứ tạo nên âm nhạc trong tâm hồn ta. Và thật sự, sắc màu bản thân nó là một sự hiện diện thần bí trên mọi thứ. Còn âm thanh thì như thể người lính gác. Thế là tôi đang bên vực cho chỉ riêng kỹ thuật mà thôi. Không. Khi nào còn bất kỳ dấu vết nào của kỹ thuật, khi đó bức tranh còn chưa được hoàn thiện. Thế nào là hoàn thiện? Một bức tranh được hoàn thiện khi tất cả các dấu vết của công việc, của các phương tiện được sử dụng để mang lại kết quả đều biến mất trong trường hợp thợ thủ công, thợ dệt, thợ gốm, thợ rèn. Sản phẩm mang dấu bằng tay họ, nhưng không phải thế với họa sĩ, không phải thế với nghệ sĩ. Nghệ thuật không nên mang sự truyền cảm nào khác về nó ngoại trừ vẻ đẹp. Không nên mang theo kỹ thuật nào ngoại trừ thứ bạn không thể thấy. Người ta chẳng nên nói về một bức tranh là nó được vẽ tốt, mà nên nói nó không được vẽ. Đâu là điểm khác biệt giữa nghệ thuật trang trí thuần túy và một bức tranh? Nghệ thuật trang trí nhấn mạnh vào chất liệu, nghệ thuật mộng tưởng thì hủy nó đi. Tấm thảm trưng ra đường may như một phần vẻ đẹp của nó, còn bức tranh thì hủy tấm toan đi. Bức tranh chẳng trưng ra gì cả từ đó. Đồ sứ nhấn mạnh vào lớp tráng men, còn tranh màu nước thì chối bỏ giấy vẽ. Một bức tranh chẳng mang ý nghĩa nào ngoài vẻ đẹp của nó. Không thông điệp, chỉ có niềm vui. Đó là chân lý đầu tiên về nghệ thuật bạn không được quên lãng. Bức tranh là một thứ đồ đơn thuần trang trí mà thôi. Bạn vừa nghe xong chương 1 của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, truyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.